Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 2 sách cánh diều qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập môn toán lớp 2 sách cánh diều, trang 50, bài 31, luyện tập. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1, tính. Câu E, 37 cộng 28. Đây là phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Cả hai số hạng, mỗi số đều có hai chữ số. Rồi phép cộng thì bao giờ cũng vậy, các em cộng hàng đơn vị trước, sau đó là các em mới cộng đến hàng chục. Hàng đơn vị là 7 cộng 8. 7 cộng 8 là phép cộng có nhớ trong phạm vi 20, hay còn gọi là phép cộng qua 10 trong phạm vi 20. Thầy giáo sẽ nhắc lại cách thực hiện phép cộng này như sau. 7 cộng với 8 thì trước hết là các em nhẩm 7 cộng 3 bằng 10. Vậy số 8 các em sẽ tách ra thành 3 cộng 5. Mục đích để các em lấy 7 cộng với 3 bằng 10. Sau đó các em lấy 10 cộng với số 5 còn lại bằng 15. Như vậy là 7 cộng 8 bằng 15. Các em sẽ viết 5 và nhớ 1. Và các em nhớ là nhớ 1 sang hàng chục nha, để chúng ta cộng vào hàng chục. Để cho các em dễ hình dung thì thầy giáo sẽ thể hiện bằng dấu chấm ở đầu cột hàng chục. Khi thực hiện, nếu các em hay quên, chúng ta cũng nên chấm một dấu chấm nhỏ thôi. Chấm to quá thì nhìn nó không đẹp. Các em chấm một dấu chấm nhỏ ở đầu cột hàng chục như thế này. Các em chấm mờ thôi. Rồi 7 cộng 8 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5. Thêm 1. Nhớ 1 thì các em phải thêm 1 nha. 3 cộng 2 bằng 5. Thêm 1 bằng 6. Viết 6. Được chưa? Rồi sang câu B. 78 cộng 6. Thì đây cũng là phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Nhưng có một số hạng chỉ có một chữ số thôi. Câu A là hai số hạng đều có hai chữ số. Câu B là có một số hạng chỉ có một chữ số. Thì ở đây các em cũng cộng hàng đơn vị trước. 8 cộng 6 bằng 14. Viết 4, nhớ 1 sang hàng chục. Bình thường không nhớ 1 thì các em hạ 7 xuống thôi. Nhưng do nhớ 1 thì các em phải lấy 7 thêm 1 bằng 8. Viết 8. Được chưa? Rồi bằng cách làm tương tự thì các em sẽ thực hiện các phép tính còn lại ra giấy nháp. Sau khi tính xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi bây giờ các em sẽ bấm tạm dừng video để các em làm bài. Rồi ở đây chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 1 này như sau. 18 cộng với 75. 8 cộng 5 bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 1 cộng 7 bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Viết 9. 62 cộng 28. 2 cộng 8 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Viết 9. 23 cộng 47. 3 cộng 7 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6. Thêm 1 bằng 7. Viết 7. Câu B. Các em sang phép tính thứ hai,
của câu B. 19 cộng 3. 9 cộng 3 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. Viết 2. 51 cộng với 9. 1 cộng 9 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6. Viết 6. 36 cộng 4. 6 cộng 4 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4. Viết 4. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Đặt tính rồi tính. Câu E. 25 cộng 39. 25 viết trước, vậy các em viết số 25 ở trên. 39 viết sau, các em viết số 39 ở dưới. Dấu cộng thì các em sẽ viết ở giữa hai số hạng và các em nhớ là viết về phía bên trái của hai số. Dấu gạch ngang các em thay cho dấu bằng. 5 cộng 9 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5. Thêm 1 bằng 6. Viết 6. Rồi câu B. 17 cộng 7. Ở câu A thì hai số hạng, mỗi số đều có hai chữ số. Ở câu B thì có một số hạng chỉ có một chữ số thôi. Và các em nhớ là khi đặt tính thì hàng đơn vị phải đặt thẳng cột với hàng đơn vị. Số 7 này mà các em đặt lệch sang hàng chục là sai nha. 7 cộng 7 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. Viết 2. Rồi bây giờ các em cũng bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính còn lại ra dính nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi ở đây câu A, phép tính tiếp theo. 46 cộng 46. 6 cộng 6 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 4 cộng 4 bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Viết 9. 64 cộng với 26. 4 cộng 6 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Viết 9. 75 cộng với 15. 5 cộng 5 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Viết 9. Câu B, phép tính thứ 2. 89 cộng 2. Các em nhớ là viết 2 thẳng cột với 9 nha. 2 mà thẳng cột với 8 là sai. Bởi vì 2 nó là 2 đơn vị. 2 đơn vị phải đặt thẳng cột với 9 đơn vị. 9 cộng 2 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. Viết 9. 58 cộng 2. 8 cộng 2 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6. Viết 6. 67 cộng 3. 7 cộng 3 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. Viết 7. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp. Ở đây thầy giáo làm mẫu cho các em là phép tính thứ nhất. Bạn mèo thứ nhất này, bạn mèo đầu tiên này, có phép tính là 45 cộng với 5. Bây giờ các em sẽ nối phép tính này với số bao nhiêu. Ở đây chúng ta có thể hiểu đây là cuộn dây. Chúng ta sẽ tìm cuộn dây cho bạn mèo này chơi. Vậy muốn biết 45 cộng 5, chúng ta nối với cuộn len số bao nhiêu.
thì game sẽ đặt tính và thực hiện phép tính này ra gì nháp. 5 cộng 5 bằng 10, viết không nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. 4 5 cộng 5 bằng 50. Vậy kem nối phép tính này với số 50. Tương tự bạn mèo thứ 2 có phép tính là 23 cộng 17. Kem cũng đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp. 3 cộng 7 bằng 10, viết không nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Vậy kem nối phép tính này với số 40. Bằng cách làm tương tự thì kem sẽ bấm tạm dừng video. Kem thực hiện các phép tính ra giấy nháp. Sau đó là kem sẽ tìm các cuộn dây thích hợp cho các bạn mèo. Rồi bây giờ kem sẽ bấm tạm dừng video và kem làm bài trước. Rồi tiếp theo, 22 cộng 68 bằng bao nhiêu? 22 cộng với 68 bằng 90. 71 cộng với 9 bằng bao nhiêu? 71 cộng với 9 bằng 80. 24 cộng với 6 bằng 30. Rồi tiếp theo là 58 cộng với 12 bằng 70. 56 cộng với 4 bằng 60. 17 cộng với 3 bằng 20. Rồi như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Tiếp theo em sang bài tập số 4, câu E, tính. Ở đây chúng ta có hai phép tính. Phép tính thứ nhất là 23 cộng 9 cộng với 40. Thì ở đây có hai phép cộng. Khi game thực hiện phép tính có nhiều phép cộng, phép trừ, thì game nhớ là chúng ta cứ thực hiện theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Ở đây trước hết là game lấy 23 cộng 9 trước. Được kết quả bao nhiêu thì game cộng tiếp với số 40. Phép tính này cũng vậy. Game lấy 51 cộng 19 trước. Được bao nhiêu thì game mới cộng tiếp với 10. Được chưa? Kem đã hiểu cách làm chưa? Rồi nếu hiểu rồi thì kem sẽ bấm tạm dừng video và kem làm trước ra giấy nháp. Rồi cụ thể ở đây thì trước hết là ở phép tính này, kem lấy 23 cộng với 9 trước. Kem đặt tính ra giấy nháp. Được kết quả bao nhiêu thì kem mới viết vào đây. Được chưa? Kem viết kết quả cuối cùng vào đây. 3 cộng 9 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. 23 cộng 9 bằng 32. Sau đó kem lấy 32 cộng với số còn lại là 40. 2 cộng 0 bằng 2, viết 2. 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. Rồi như vậy là kết quả cuối cùng là bằng 72. Sang phép tính tiếp theo. Trước hết là các em đặt tính và thực hiện phép tính 51 cộng với 19. Một cộng 9 bằng 10, viết không nhớ 1. 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Tiếp theo là các em lấy 70 cộng với số còn lại là 10. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 7 cộng 1 bằng 8, viết 8. Như vậy kết quả bằng 80. Tiếp theo các em sang câu B. Câu B ở đây các em so sánh kết quả của hai phép tính. 12 cộng 18 so sánh với 18 cộng 12. Ta nhận thấy cả hai phép tính này đều có số 18.
và đều có số 12. Vậy hai phép tính này sẽ có kết quả bằng nhau. Các em ghi nhớ cho thầy giáo là khi chúng ta đổi vị trí của hai số hạng cho nhau thì tổng của nó không thay đổi. 12 cộng 18 thì cũng bằng 18 cộng với 12. Một quả cam cộng với một quả táo thì cũng bằng một quả táo cộng với một quả cam. Đúng không? Rồi như vậy ở đây các em điền dấu bằng. Sang phép so sánh tiếp theo. Ta nhận thấy cả hai phép tính đều có số 37. Vậy muốn biết bên nào lớn bên nào nhỏ thì các em chỉ cần so sánh hai số hạng còn lại, tức là các em so sánh 24 với 42. Hai số này đều có hai chữ số, tức là có số chữ số bằng nhau. Hàng chục là 2 bé hơn 4. Vậy 24 bé hơn 42. Như vậy ở đây các em điền dấu bé hơn. Sang phép so sánh tiếp theo. Ta nhận thấy cả hai phép tính này đều có số 7. Vậy các em chỉ việc so sánh 65 và 56 thôi. Hàng chục chúng ta có 6 lớn hơn 5. Vậy 65 lớn hơn 56, tức là ở đây các em điền dấu lớn hơn. 76 cộng 4 so sánh với 74 cộng 6. Thì ở đây các em có hai cách làm. Cách thứ nhất là số 76 này. Các em nhận thấy này, bên này có 74. Vậy 76 các em sẽ tách ra thành 74 cộng với 2. Các em tách ra hai đơn vị thành 74 cộng với 2. Đúng không? Sau đó là các em cộng tiếp với số 4 còn lại. Đến đây các em lấy 2 cộng 4 bằng 6. Vậy ta có 74 cộng với 6. Hai bên đều có là 74 cộng 6. Bên này cũng 74 cộng 6. Vậy các em điền dấu bằng. Cách thứ hai là các em sẽ thực hiện phép cộng ở hai bên. 76 cộng 4. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, viết 8. Bên này là 74 cộng 6. Bốn cộng sáu bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, viết 8. Kết quả của hai phép tính đều bằng 80. Vậy là các em điền dấu bằng. Tiếp theo các em sang bài tập số 5. Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan. Đoàn khách thứ nhất có 35 người, đoàn khách thứ hai có 25 người. Hỏi hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người? Để giải bài toán này thì trước hết là các em đọc kỹ nội dung của bài toán. Tiếp theo là các em sẽ trình bày lời giải theo 3 bước. Bước 1 là các em viết câu trả lời. Khi viết câu trả lời thì các em dựa vào câu hỏi của bài toán. Câu hỏi của bài toán này là: hỏi hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người? Để viết câu trả lời thì các em sẽ bỏ từ hỏi đi. Từ bao nhiêu các em thay bằng từ số và các em viết thêm từ là ở cuối câu. Vậy chúng ta có câu trả lời là: hai đoàn khách tham quan có tất cả số người là. Bước 2 là các em viết phép tính. Khi viết phép tính thì trước hết là các em sẽ viết hai số của bài toán cho theo thứ tự. Ở đây là 35 và 25. Các em để trống một ô vuông ra để các em còn viết dấu của phép tính vào.
Ở đây các em lưu ý khi giải một bài toán, nếu trong bài toán mà có chữ nhiều hơn hay là dài hơn, cao hơn hay là có tất cả, thì đó là những bài toán liên quan đến phép cộng. Còn trong bài toán có những từ như là còn lại hay là ít hơn, ngắn hơn, thấp hơn, thì đó là những bài toán liên quan đến phép trừ. Rồi ở trong bài toán này có từ có tất cả, như vậy đây là bài toán liên quan đến phép cộng. Vậy ở đây các em dùng dấu cộng, các em đặt tính và thực hiện phép tính này ra dính nháp. 5 cộng 5 bằng 10, viết không nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Vậy là kết quả bằng 60. Các em mở ngoặc ra giải thích, ở đây là 60 người. Bước 3 là các em viết đáp số 60 người. Và các em lưu ý cách trình bày bài toán. Thầy giáo đã nói rất nhiều ở các video trước. Được chưa? Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.